Chào anh em nha, lên trên đây mình thấy mẫu Taco mới về màu trắng nè. Anh em nào thích màu trắng, thích sự dễ thương, trắng trẻo, trong suốt thì nên chọn xe này. Anh này là màu trắng, Taco 2015, đầu dài, máy lạnh, lạnh teo bogey luôn nha. Mới vô ga mà không lạnh sao được, hồi lúc mua thì nó không có hết ga, giờ mới vô rồi, lạnh lắm anh chị ha. 4 mâm 4 vỏ ok, cụm đèn cũng còn khá là dễ thương. Biển 495 đồng, xe ngay chủ, thùng kèo 10 bạc. Trên đây là kêu bằng Taco 950A, tải trọng là 700 mấy ký. Đăng kiểm thì tới cuối tháng 7. Xe thì ngay chủ anh em mua về sẵn đi. Máy này là dơ, chưa dọn rửa chút xíu cho đánh đèn nó đẹp liền. Đó, túp lô túp ly đẹp, xe ngay chủ anh chị nha. Anh em nào muốn ý quyền thì ý quyền, muốn ra tên thì ra, nhưng mà đặc biệt con cái sau cái này nha. Bữa giờ em mua mà em không để ý nha, cái này hỏi thiệt anh em mình nha, không em không phải là cái này em biết mà em xạo nha anh chị nha. Cái này là em không biết thiệt em hỏi nha. Thì anh em nào ở trên mạng anh em biết thì anh em trả lời giùm em nha. Cái này là tại vì em thấy cái máy anh em, cái máy nó để là Suzuki. Nè. Cái máy Suzuki thì cho em hỏi nếu vậy là đúng là thiệt là cái máy Suzuki không anh chị? Chứ cái này là thường em nhớ là Taco là cái máy Taco mà sao Taco Đông Ben là máy Trung Quốc mà sao cái này là máy Suzuki mà không biết phải không? Thì anh em vào chat trên mạng anh em biết thì trả lời em đúng là Suzuki thiệt hay là Suzuki pha ke ha. Nhưng mà đây là Taco xe mới ngày xưa nó là gần 300 triệu anh chị. Và bây giờ xe này thì để cho anh em mình chỉ có 135 triệu thôi. Thì anh em nào xem được xe này thì alo cho em Thịnh qua số là 0866 6789711 nha. Xe đẹp nha. Đó, cảm ơn anh em mình nhiều nha. Hello chào anh em buổi chiều nha. Trước mắt anh em đem xe La City 2012 máy crew anh chị nha. Giờ này máy crew là chung một máy nha. Đó, rất là đẹp anh chị nha. Đời cao 2012. Chạy cực kỳ sướng luôn, đúng xe cọp nha. Dàn ghế nó thấp quá mới luôn nè. Nỉ rin luôn anh chị nha. 22 đời cao cấp mắt đời của dòng La City anh chị nha. Đó. Nói với Chevrolet thì như nhau. Ủa con này không biết giấy là La City hay Chevrolet, anh chưa có coi nữa, để tí xíu coi giấy anh. Thấy vô lăng. Ủa nhân cái này giấy này là La City hay là Chevrolet? La City phải không? Thời điểm này là nó vừa sản xuất xe này xong rồi nó bán cho thằng Chevrolet luôn anh chị. Cho nên nói với La City Chevrolet là như một thứ. Đó. Đời 22 đời cao cực kỳ đẹp nha. Để anh em mình chỉ có 158 triệu. Máy chắc lắm anh chị ơi. Chắc lắm, máy chắc cực kỳ nha. Đăng kiểm như cũng vừa hết rồi, vừa hết đăng kiểm anh chị. Anh nào mua thì kiểm mới lại ha, chạy khá là ok nha. Anh em nào xem được alo ủng hộ cho em Thịnh nha. Cảm ơn em mình nhiều nha. Để anh em mình 158 triệu bao xài.